Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thi thể trôi dạt vào bờ sau nhiều ngày tìm kiếm không thành do sóng lớn. Ngày 12 tháng 11, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết thi thể em học sinh bị đuối nước đã trôi dạt vào bờ và được người dân phát hiện. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục thì phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là thi thể của em học sinh đã bị đuối nước trước đó 2 ngày tại bãi tắm sau biển, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 2 km. Trước đó, ngày 10 tháng 11, tại bãi tắm sau biển, người dân phát hiện hai em học sinh bị sóng cuốn trôi nên đã truy hô để lực lượng cứu hộ tiếp cận. Qua cứu hộ, lực lượng đã cứu được một em học sinh và em học sinh còn lại bị sóng cuốn ra xa. Các lực lượng đã triển khai tìm kiếm nhưng do điều kiện mưa gió, sóng lớn nên gặp nhiều khó khăn. Hiện thi thể em học sinh này đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.